Thầy đã hướng dẫn các em làm các bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 3. Mỗi tuần chúng ta sẽ có 2 tiết. Tiết 1, các em sẽ hoàn thành các bài tập ở mức độ 1 và mức độ 2. Tiết 2, các em sẽ hoàn thành các bài tập ở mức độ 3 và mức độ 4. Các em hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ video của thầy giáo. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào làm bài tập. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập ở mức độ 3. Bài 8. Đặt một đề toán theo tóm tắt dưới đây rồi giải bài toán đó. Quãng đường AB dài 780m, quãng đường AB dài hơn quãng đường CD 235m, quãng đường CD dài bao nhiêu mét? Như vậy đề toán ta sẽ đặt như sau. Quãng đường AB dài 780m. Ta ghi nè. Quãng đường AB dài 780m và dài hơn quãng đường CD 235m. Và hỏi quãng đường CD dài bao nhiêu mét? Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa mới đặt xong đề bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ giải như sau. Người ta cho biết quãng đường AB dài 780m. Quãng đường AB dài hơn quãng đường CD 235m. Có nghĩa là quãng đường CD ngắn hơn quãng đường AB là 235m. Để chúng ta đi tìm quãng đường CD. Ta trả lời. Quãng đường CD là 780 trừ đi phần hơn là 235, không không trừ được 5, ta lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, viết 4, 7 trừ 2 bằng 5, viết 5, đơn vị là mét. Ta ghi đáp số. Như vậy chúng ta cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 8. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 9. Bài tập số 9 chúng ta sẽ làm như sau. Ở bài này yêu cầu chúng ta nối theo mẫu. Để làm nhanh chóng và thuận tiện thì thầy yêu cầu các bạn làm những bài tập dễ trước, bài tập khó làm sau. Như vậy chúng ta thấy này, ở đây cái nào nhân nhẩm được thì ta làm trước. Ví dụ 400 nhân 2 bằng 800, 800 chia 2 bằng 400. Như vậy chúng ta sẽ nối với ô số 1. Phép tính này ta nhẩm được, ta tính trước. 900 chia 3 bằng 300, 300 cộng 500 bằng 800. Ta sẽ ô nối với ô số 3. Bây giờ phép tính tiếp theo. 45 chia 5 được 9. 9 cộng 375 bằng 384. Ta lối với kết quả ô số 4.
Ô còn lại sẽ là thực hiện 782 cộng 145 trừ 356 bằng 571. Ta đối với ô số 5. Bài tập số 10. Trong một phép trừ các số có 3 chữ số, hiệu số nhỏ hơn số bị trừ là 309 đơn vị và nhỏ hơn số trừ 142 đơn vị. Vậy số trừ đó là bao nhiêu? Để làm được bài tập này thì chúng ta cần phải viết ra nhé. Một phép trừ thì chúng ta thường thấy có số bị trừ, trừ cho số trừ bằng hiệu. Hiệu nhỏ hơn số trừ 309 đơn vị có nghĩa là số bị trừ hiệu nhỏ hơn số bị trừ là 309 đơn vị có nghĩa là số trừ là 309. Và hiệu nhỏ hơn số trừ là 142 đơn vị thì ta lấy 309 trừ cho 142. Ta thực hiện 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. 0 không trừ được 4, ta lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1. Như vậy hiệu sẽ là 167. Bây giờ ta đi tìm số bị trừ, muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu cộng với số trừ, tức là lấy 167 cộng với số trừ là 309. 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1, 6 cộng 0 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7, 1 cộng 3 bằng 4, vậy ta kết quả được bằng 476. Vậy số bị trừ là 476. Vậy ta được, vậy phép trừ đó là 476 trừ 309 bằng 167. Như vậy chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 10. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập ở mức độ 4. Trong kho có các cuộn dây cáp điện dài 200 m. Chú thợ điện cần cắt mỗi cuộn dây cáp đó thành các đoạn dài 80 m, 50 m và đoạn dài 20 m để lắp đặt lưới điện trong khu phố. Em hãy chỉ cho chú cách cắt tiết kiệm nhất, không phải bỏ đi đoạn nào. Như vậy chúng ta thấy này, chú thợ điện cần cắt mỗi cuộn dây cáp nó thành các đoạn 80 m, 50 m và 20 m. Như vậy chúng ta thấy đấy, vậy thì chú thợ điện có thể cắt như sau. Ở đây chúng ta thấy 80 m với 20 m sẽ là 100 m. Như vậy chú thợ điện có thể cắt một đoạn 80 m, một đoạn 20 m. Và còn lại 100 m thì chú thợ điện được cắt thành hai đoạn 50 m. Chúng ta thấy đây là đoạn dây. Như vậy cột đoạn nhất là 80 m, đoạn thứ hai là 20 m, như vậy ta được 100 m. Còn đoạn còn lại là 100 m nữa thì chú thợ điện được cắt thành hai đoạn là 50 m. Vậy chúng ta sẽ giải như sau. Để cắt tiết kiệm, chú thợ điện có thể cắt phải cắt thành một đoạn 80 m, một đoạn 20 m
hai đoạn 50 mét. Và chúng ta có thể sử dụng được nhiều cách cắt khác nữa. Đây là một cách mà thầy giáo đề nghị cho các bạn. Bài 12. Chú thợ điện có một miếng bìa hình chữ nhật. Chú muốn cắt miếng bìa đó thành 3 miếng bìa hình tam giác sao cho một miếng to bằng hai miếng kia ghép lại. Thông đứng cạnh đó bèn nói: cháu chỉ cần cắt một lần là xong. Thì theo em, Thông sẽ cắt như thế nào? Để cắt được miếng bìa đó thì Thông sẽ gấp miếng bìa đó làm đôi lại và cắt theo đường chéo. Như vậy, Thông sẽ được hai hình tam giác nhỏ và một hình tam giác to. Hình tam giác to này bằng hình tam giác to gấp 2 lần hình tam giác nhỏ. Như vậy là Thông chỉ cần cắt mất có một lần. Đây là cách làm bài. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.